lại là em Hiền đây ạ. Vâng, xin chào tất cả quý anh chị em bà con lại trở lại với kênh của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Vâng, lời đầu tiên cho phép em Hiền thay mặt cửa hàng xe máy Thanh Đoàn gửi lời cảm ơn sâu sắc tấm chân tình quý anh chị em bà con, cô dì chú bác xa gần đã luôn đồng hành ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui, an yên và hạnh phúc. Ngày hôm nay thì xe máy Thanh Đoàn đã được sự ủng hộ nhiệt tình quý khách hàng xa gần và chốt được 17 chiếc xe. Không có niềm vui nào hơn, chỉ biết cảm ơn anh chị ông bạn đã luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Và nếu như quý anh chị em bà con đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, đừng quên địa chỉ số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn 0967424911. Xin phép được nhắc lại số điện thoại của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn 0967424911 nha mọi người. Vâng, và bây giờ không để quý anh chị em bà con cô dì chú bác xa gần phải chờ lâu nữa, em Miền sẽ bắt tay vào review xe. Vâng, đầu tiên em Miền sẽ review đến quý anh chị em bà con một chiếc Novo 5 cực kỳ siêu phẩm, cực kỳ đẹp. Và đẹp thì em Miền nói đẹp luôn để tránh trường hợp đeo đầu dê bán thịt chó. Và ngày hôm nay phải nói là về một cặp xe Novo 5 cực kỳ đỉnh của đỉnh và hai màu, màu trắng xanh với màu tem số 10, màu đỏ trắng xám, ba màu rất chi đẹp luôn. Em Miền sẽ quay chi tiết cận cảnh chiếc xe này để quý anh chị em bạn bè. Và điều đặc biệt của chiếc xe này là toàn bộ đang dán keo nguyên con, dàn áo thì chưa trầy một nốt nào luôn, và đặc biệt là tem là chưa tuốt lại rin theo xe luôn. Đó, một chiếc xe phải nói cực kỳ đỉnh của đỉnh luôn. Chiếc xe này để Miền xem mang biển số bao nhiêu. 67K117735. Một chiếc Novo 5 có 102 tại xe máy Thanh Đoàn. Tất cả đây tem đều rin theo xe và toàn bộ đang dán keo nguyên con. Và nếu quý anh chị em bạn bè đã từng biết đến xe máy Thanh Đoàn thì giá cả Novo 5 thì cũng rất chi là nhiều giá luôn. Anh chị em bạn bè 10 triệu cũng có thể mua được một chiếc Novo 5 đi, 11 triệu, 12 triệu cũng có. Nhưng để gặp được những chiếc xe đẹp như thế này thì lâu lâu ta mới gặp một lần. Và giá công khai cho chiếc Novo 5 đẹp xịn sò, rin nguyên con từ đầu tới chân như thế này, với mức giá để quý anh chị em bà con 14.500.000 đồng. Và đặc biệt cái máy của nó thì cực kỳ êm luôn. Tất cả quý anh chị em bạn bè mua xe được test thử, được chạy thử và thậm chí cho thầy thử đến test trực tiếp luôn, nên quý anh chị em bà con cực kỳ yên tâm và thoải mái lựa chọn. Và trong quá trình quay xe nào êm em Miền nói luôn, xe nào rin nói luôn và xe nào trầy trước hoặc là máy nói luôn, tránh trường hợp treo đầu dê bán thịt chó. Nếu quý anh chị em bạn bè đã từng mua xe tại cửa hàng bên em Miền, xe mua không ngon hoặc là bị làm máy rồi nhưng bên cửa hàng báo rin thì xuống đây để được hoàn tiền 100% nhanh cho bạn bè. Lời nói phải nói giữ lấy lời để uy tín chất lượng ngày một vang xa hơn, nên anh chị em bạn bè yên tâm thoải mái nhá. Máy đã test, máy đã nổ, hình ảnh thì đã quay kỹ chi tiết. Thì việc anh chị em bạn bè đặt cọc hoặc xuống đây mua trực tiếp hoặc chuyển khoản ngay cho Miền để Miền ship xe về nhá. Bên em Miền có hỗ trợ sang tên đổi chủ và có hỗ trợ trả góp, và đặc biệt có hỗ trợ ship toàn quốc cho cô dì chú bác xa gần. Nếu trong quá trình quay đây lỡ may anh chị em bạn bè ưng con nào đấy chưa đủ tiền, alo đặt cọc em Miền giữ xe một vài tuần lấy cũng được, không sao. Vâng, và tiếp tục đây lại một chiếc Novo 5 màu trắng xanh, và đặc biệt ở đây là xe chưa giảm tuốt và rin theo xe đời cuối 2014 phiên bản màu trắng xanh cao cấp. Xe rất chi là đẹp và không như hầu như là không có một lỗi lầm nào luôn. Novo 5 màu xanh GP chưa giòn, chưa tuốt lại một lần nào. Hôm nay tải xe máy Thanh Đoàn đến cho quý anh chị em bà con mức giá 14.500.000 đồng. Chiếc xe mang biển 63B1-33285. Và một cặp xe này đồng giá 14 năm. Nếu anh chị em bạn bè cảm thấy hơi đắt đó thì đừng ngần ngại, đừng lướt qua. Và chờ em Miền một chút nữa đây thôi, em Miền sẽ review cho anh các bạn những chiếc Novo 5 tầm giá 10 triệu, 11 triệu, 10 triệu rưỡi, 12 triệu để phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi anh cho bạn nhé. Vâng, những chiếc xe phải nói là cực kỳ đỉnh của đỉnh và cực kỳ xuất sắc luôn. Lâu lâu mới gặp được những chiếc xe như thế này. Và đây có trầy nhẹ một tí xíu này. Cả chiếc xe mà trầy nhẹ một chút xíu. Những chiếc xe đi đã bao nhiêu năm mà đẹp như thế này thì phải nói là lâu lâu mới có, lâu lâu mới gặp một lần. Đấy, mọi người cùng xem đường nét ở đây là zin
không phải xe tuốt và trơn lại. Nếu xe tuốt trơn lại thì giá nó lại khác rồi nha mọi người. Và máy nổ thì khỏi phải suy nghĩ, không cần phải suy nghĩ một điều gì luôn, tại vì em Miền bao tết bao chạy luôn. Vâng, và tiếp tục ở đây em Miền lại có một chiếc Quay RSX. Vâng, trước màn hình của quý anh chị bạn là một chiếc Quay RSX đăng ký cuối 2019 và đăng ký lại 2020. Và xe này thì mới chạy đúng 5.000 cây. Và đây là phiên bản, cái này là hàng bỏ máu, không có máu nữa nhá. Và xe này là bánh mâm thắng đĩa. Tiếc rằng là hôm nay nhà có việc quay hơi tối một chút xíu, mong anh chị em bạn bè thông cảm cho Miền. Và chiếc xe như thế này ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn chốt giá để quý anh chị em bà con mức giá 18.500.000 đồng. Với 18.500.000 đồng anh chị em bạn bè sở hữu ngay một chiếc Way RSX. Và đặc biệt xe này mới chạy đúng 5.000 cây cuối 2019-2020 và phiên bán hàng bỏ máu nhá. Nếu mọi người mua mới một chiếc xe như thế này tại thời điểm này bây giờ không có hàng, còn nếu mọi người mua máu mới thì rơi vào tầm khoảng 28 năm 29 đến 30 triệu bánh mâm thăng đĩa nhá. Nếu mọi người mua bánh căm thì rơi vào 24 năm 25 đến 26 triệu. Chiếc xe mang biển 67M163329 luôn. Quý anh chị em bạn bè đến với xe máy Thanh Đoàn thì đã yên tâm, bao đời này tất cả các xe mua xe đều được thay nhớt miễn phí nhá. Một số anh chị em bạn bè đến đây vẫn ngần ngại khi em Miền thay nhớt thì chê là báo nhớt dốm nhớt tùm lum, thì xin thưa rằng bên em Miền bán xe là có báo hành. Báo hành ở đây không phải 1-2 ngày mà báo hành từ 6 tháng tới 1 năm. Nên bà con yên tâm, em Miền phải chọn cái nhớt chất lượng và kiểm định rõ ràng. Tại vì mình báo hành mà mình ngu gì mình thay cái nhớt dốm vô, hư xe khách xuống đây rồi, làm vạ nằm ở đây thì cũng tội em Miền và tội cho khách nữa. Nên mọi người yên tâm, em Miền thay nhớt miễn phí là không phải nhớt tùm lum đâu. Thay ở đây để đảm bảo quý khách. Một số khách hàng mà ví dụ như ký tính thì mua về thay liền, một số khách hàng vì công việc, vì chuyện gia đình bận rộn nhiều khi mua xe về không kịp thay, đến khi đi một vài tuần đụng lên máy móc hư lại xuống đây bắt đền em Miền, chỉ như vậy thì tội nghiệp em Miền. Nên nguyên tắc bên em Miền thay nhớt miễn phí trước khi quý anh chị em bạn bè rời đi. Nên mọi người hãy yên tâm và lựa chọn bên em Miền là chọn nhớt, không phải chọn tùm lum, để đừng nghĩ rằng quà tặng là nhớt tào lao nha mọi người. Đó, phải lấy uy tín lên hàng đầu. Một chai nhớt cho đi, lấy vô 80-100 chả đáng bao nhiêu. Cái được ở đây là làm sao khách đi không bị hư hỏng này, không sửa chữa này. Đó là cái được của bên em Hiền muốn hy vọng gửi tới tất cả quý khách hàng xa gần bên em Hiền. Vâng, chiếc xe mang biển 67M163329 nhé. Và xe này về đồ đẹp thì em Hiền cũng chả phải nói, tại vì không khác gì xe mới đâu, chỉ khác xe mới cái thùng luôn. Và đặc biệt ở đây là phiên bán hàng bó máu rồi, nên rất thì là yên tâm nhé. Nếu quý anh chị em bà con thực sự quan tâm thì nhớ chốt đơn ngay và liền để ủng hộ em Hiền với nhá. Phiên bản màu đỏ đen nhám, một trong những phiên bản cực kỳ là VIP rồi. À, và tiếp tục đây em Hiền sẽ review cho quý anh cho bạn bè một chiếc Novo 6 nhá. Vâng, và nếu như anh chị em bạn bè đang đi tìm kiếm một chiếc Novo 6 thì đây là lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn. Để Miền miêu tả cụ thể chiếc xe này cho mọi người cùng xem. Novo 6 em Miền đang quay ở đây là toàn bộ đang dán keo trong. Vâng, em Miền sẽ zoom lại đây cho mọi người xem. Đây còn có một lớp keo trong màu đỏ đen và đặc biệt máy móc zin nguyên con luôn. Và mọi người cùng với em Miền đây sẽ lột qua chỗ này để anh chị em bà con dễ chiêm ngưỡng xem có nói như lời em Miền nói không nhá. Đây, một chiếc xe đây toàn bộ đang keo nguyên con từ đầu tới chân đây nha bà con. Đó, em Miền chỉ thứ nhẹ cho mọi người chút xíu đây để mọi người cảm nhận được chiếc xe nó đẹp cỡ nào thôi. Và xe này thì đầu nồi còn zin, ốc tản bảy màu. Và giá chốt cho em Novo 6 siêu cọp dán keo nguyên con 18.500.000 đồng. Chiếc xe mang biển 60B8-83309 nhé. Em Miền luôn nhắc lại gửi tới tất cả quý anh cho bạn bè rằng nếu mọi người mua xe tại xe máy Thanh Đoàn, được bảo hành, được chạy thử, được test thử và đặc biệt cho thầy thử đến test luôn. Và đặc biệt bên em Miền có chính sách đổi miễn phí trong vòng 1 tuần nhé. Nếu quý anh chị em bạn bè chạy 1 tuần không ưng ra đổi xe khác. Và đặc biệt có dịch vụ hỗ trợ bảo hành thay nhất miễn phí cho bà con luôn. Đó, và em Miền luôn nhắn nhủ với tất cả quý khách hàng xa gần của em Miền rằng đến với xe máy Thanh Đoàn, em Miền không bao giờ dám vỗ ngực tự ngực để tự hào rằng xe của em Miền 100% 100% là zin đét, 100% là tốt nhất và 100% là giá rẻ nhất thị trường. Nhưng em Miền đã
dám báo với tất cả quý khách hàng mua xe tại cửa hàng bên em Hiền. Nếu lỡ may khách chọn phải cái xe nó không ngon, không chất lượng, được đổi miễn phí 1 tuần. Nếu lỡ may khách về không ưng, em Hiền vẫn quay đầu và lỗ 10% xe. Và nếu như lỡ may khách không thích ra đổi xe khác, vẫn được đổi miễn phí 1 tuần. Đấy là nguyên tắc làm việc bên em Hiền. Đó, và trong quá trình quay xe con nào tin nói luôn. Vì thế mọi người mà mua xe tại cửa hàng bên em Hiền không đau đầu, không nhức óc và không phải suy nghĩ gì luôn. Tại vì đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu, hầu như 99% nguyện vọng của khách hàng. Và còn 1% nữa thì đó gọi là phần trăm khó tính của khách hàng thì em Hiền xin thua. Đó, và tiếp tục đem Hiền sẽ review một chiếc E150. Phiên bản này là phiên bản in 3D cao cấp nhá. Phải nói chiếc xe này là cực kỳ đẹp luôn. Và giá là 34 triệu đồng. Với 34 triệu đồng, quý khách hàng sở hữu một chiếc E 2020 phiên bản màu đỏ đen trắng. Và đặc biệt toàn bộ đây in 3D cao cấp. Và đây mọi người cùng hướng vào màn hình để xem chiếc xe này ốc tán như xe mới luôn. Và đây mình sẽ zoom ký vào cố bô để cho bạn bè biết được rằng cố bô còn xanh gì. Và đặc biệt ở đây có hệ thống đèn LED cực kỳ đỉnh của đỉnh luôn. Và bây giờ mình sẽ thử bật đèn LED này xem có gì độc lạ và đặc biệt không quý anh chị bà con nhé. Wow, quá tuyệt vời luôn quý anh chị bạn ơi. Quá tuyệt vời, quá đỉnh luôn. Một chiếc E phải nói cực kỳ cao cấp, in 3D, đẹp xuất sắc, không một lỗi lầm. Với mức giá 34 triệu đồng, anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm chốt đơn ngay và liền cho mình nhé. Và lưu ý luôn, những cái chiếc xe mình đang quay ở đây chỉ là một phần rất nhỏ tại xe máy Thanh Đoan. Lát nữa đây thôi, sau khi quay những chiếc xe này mình sẽ review sơ qua một vòng để mọi người cảm nhận được sức nóng tại xe máy Thanh Đoan. Đó, ngày nào cũng bán mười mấy chiếc. Mọi người báo nổ thực ra không phải nổ đâu, quan trọng mình dám ôm nhiều xe thì số lượng bán ra cũng sẽ được nhiều hơn. Người ta nói là cái gì cũng có hai mặt, đúng không mọi người? Và đây một chiếc Mio. Thì nếu anh chị em bạn bè đã theo dõi kênh của em Hiền thì biết chiếc xe này thực ra em Hiền đã bán một lần rồi. Vâng, em Hiền đã bán một lần cho một bác trai ở Cần Thơ, nhưng mà bác trai mua về cho vợ mà vợ chê xấu quá. Thực ra là xấu thì nó cũng không có xấu gì đâu, nhưng mà xấu so với túi tiền. À, thì nói chung giá tầm khoảng 6 triệu đổ về thế này thì cũng không thế nào gọi là xấu. Nhưng mà bà vợ của bác trai là cần mua một cái xe Vision nào tầm khoảng mười mấy hai chục. Thì hôm nay đưa ra đổi chiếc xe đẹp hơn. Thì em Hiền xin phép đăng lại xe này. Lưu ý là bác trai chê xấu so với túi tiền, không phải là xe xấu nhá. 60B74210. Xe này so với túi tiền là vừa đẹp và máy móc cực kỳ êm luôn. Xe liền lạc từ đầu tới chân, ốc tán bảy màu luôn. Và hôm nay em Hiền chốt đơn chiếc xe này để quý anh chị em các bạn với mức giá rất chi là yêu thương luôn, 5.500.000 đồng. Mio máy êm chạy khỏe chạy bóc, và đặc biệt đem đây zin theo xe, dàn chân sáng và khá đẹp luôn quý anh chị bà con nhá. Và máy thì cực kỳ và suy nghĩ luôn, êm của êm và cực kỳ xuất sắc luôn. Đó, mọi người nhiều khi cứ nghe Hiền quảng cáo quá để hóa ra bao con mù này nó quảng cáo vậy thì không biết xe được chữ ý không. Thì mọi người yên tâm cứ xuống đây trực tiếp 465-471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để được chiêm ngưỡng có đúng như lễ Hiền nói không, để được test thử và chạy thử nhá. Mình bán qua mạng nhưng là thực tế, cửa hàng thật, xe thật, người thật, và hình ảnh em Hiền đáng rao bán đây cũng thật 100%, không qua chỉnh sửa, không qua một cứ một cái phần mềm ảo nào, cứ quay 100 bằng iPhone. Mà mọi người biết rồi, mọi người cứ đưa ai có iPhone, đưa cái màn hình iPhone vào mặt xem, nó rõ đến 99%, dù một cái mụn cám cũng thấy luôn, là mọi người biết độ chính xác rồi. Và đây là một chiếc E150 đời 2018 biến 77C1 61310. Lưu ý bên em Hiền có hỗ trợ trả góp, hỗ trợ sang tên đối chủ luôn. Xe dàn ốc cực kỳ đẹp, liền lạc, tem rin theo xe, tay nhẹ đôi tí lơ thơ, không coi như không tay. Và mọi người lưu ý luôn, trong quá trình mua xe lỡ may mọi người ưng con nào nhưng có tay nhẹ vài tí thì yên tâm, bên em Hiền hỗ trợ tuốt trực tiếp cho mọi người những chỗ tay đấy luôn. Mọi người chỉ cần chờ 15-20 phút nha. Nhiều khi xe cũ mà tay một vài chỗ thì chả đáng là gì, đúng không? Còn nếu ai mà thích kỹ hơn, muốn xóa đi cái chỗ tay đó, bên em Hiền hỗ trợ sẵn sàng luôn. Vâng, một chiếc E150 màu xanh đen 2018 đẹp như thế này để em Hiền bán giá bao nhiêu, mọi người thấy có hợp lý không ạ? Vâng, để cho tất cả quý anh cho bạn bè một chiếc E cuối 2018 phiên bản màu xanh đen bạc 3 màu với mức giá 28 triệu đồng. Xe đầu nổi rin, bao lướt, bao chạy luôn, và có hỗ trợ trả góp sang tên đối chủ luôn. Với những chiếc xe như thế này, mọi người chỉ cần đưa tầm khoảng 6-7-8 triệu là có thể góp được rồi nhá. Vâng, và tiếp tục đây em Hiền còn một cặp xe vừa về đổi ngày hôm nay.
Vâng, một cặp Sirius màu trắng đỏ đen và màu đỏ đen bánh mâm thắng đĩa với mức giá 10.500.000 đồng một con. Một chiếc xe mang biển 38K122458, một chiếc 38K119724, thật sự là trùng hợp luôn, mà 38K1 hết chứ mọi người. Mức giá 10.500.000, xe đầu nồi zin máy êm nhưng trải nghệ đôi tí là cái chuyện bình thường nhá. Và tiếp tục đây, em Hiền sẽ review một cặp xe này. Đầu tiên là một chiếc xe bét nhá. Xe bét này thì nói chung về cái dàn ngoài thì mình cũng không thế nào là khen đẹp xuất sắc hay là gì hết, nhưng mà xe này là giấy tờ đầy đủ và còn bình đề đầy đủ này. Và trả em nhá. Máy thì chạy cực kỳ êm luôn nhá. Chiếc xe mang biển 16H85704 với mức giá 1.800.000 đồng. Vâng, với 1.800.000 đồng, anh chị em bạn bè có ngay một chiếc xe rẻ nhẹ nhàng dễ thương đó, để đi làm, đi chơi và có giấy tờ đầy đủ thôi. Và lưu ý giá ở đây không bớt, mong mọi người đừng trả giá tội nghiệp em Hiền. Và tiếp đây là một chiếc Sirius bánh mâm thắng đĩa này, đời 2015 luôn, đặc biệt vô đĩa sau luôn mọi người. Chiếc xe mang biển 62E104561 ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn, chốt đơn cho quý anh chị em bà con với mức giá 8.800.000 đồng. Vâng, với 8.800.000 đồng mọi người sở hữu ngay một chiếc Sirius 2013-14 này, bánh mâm thắng đĩa và đặc biệt là vô cả đĩa sau luôn, rất chi là rẻ nhá. Máy chạy ngon, chạy khỏe, chạy bắc. Vâng, và đây, nếu như anh chị em bạn bè đang quan tâm một chiếc Futre Neo, Futre GT, đồng hồ điện tử thì ngay liên hệ ngay cho em Hiền. Quan trọng nhất là cái máy nhá. Vâng, em Hiền sẽ quay chi tiết dàn chân và miêu tả cụ thể chi tiết. Chiếc xe này chưa lai bất cứ một con nóc nào, chưa lai bất cứ một món đồ nào. Và về ưu điểm là máy cực kỳ êm, mọi chức năng hoạt động tốt và không lai món gì, bánh mâm thắng đĩa luôn. Và nhược điểm của chiếc xe này là dán keo lâu ngày, một số chỗ đang bị chết, dàn áo đang bị chết ở đây là do keo. Mọi người cái này có thể về khó ra. Và đây lưu ý là phiên bản GT, Futre Neo GT, đồng hồ điện tử nhé mọi người. Đó, và dàn áo thì là đang dán keo nhưng mà một số chỗ đã chết rồi. Và đây có một lối nhẹ, cái này là do mình lột keo xong mọi người. Chỗ này là phơi nắng nhiều quá, lâu ngày nó chết rồi. Thì lát nữa em Hiền sẽ chùi ra, nhưng cũng hơi dơ. Cái này thì mọi người ưng thì em Hiền sẽ tuốt qua lại cho mọi người. Còn dàn chân và dàn ốc thì bỏ bàn rồi, rất đẹp luôn. Và cái này là đầu làm nồi làm được đúng không anh? Đầu làm nồi làm nhưng chưa chế máy dứa vào máy nấu thì cực kỳ êm và chạy cực kỳ tuyệt vời luôn. Xe máy biển 51V43064 đó, và xe ngay chú luôn. Anh chị em bạn bè nào quan tâm thì ủng hộ em. Và quan trọng nhất là cái giá mà em Hiền muốn đưa ra. Vâng, để tất cả quý anh chị em bạn bè, chiếc Futre Neo GT, đồng hồ điện tử, đầu nồi làm nhưng chưa chế máy dứa, chưa lai một món ốc nào, dàn áo đang dán keo, một số chỗ đã bị chết theo 5 tháng nhá. Và em Hiền xin phép quay lại dàn ốc cho mọi người xem, và để xem là cái lốc máy này đã tốt chưa. Em Hiền sẽ nhờ trợ giúp của anh Đoàn nhá. Em ra xem cái dàn lốc này là đã tốt chưa. Chưa rin mọi người, dàn chân rất đẹp luôn. Tức rằng là đầu và nồi thì đã có làm qua rồi, chưa chế máy dứa, chưa luộc đồ gì luôn. Và giá công khai Futre Neo 125 đầu nồi làm bánh mâm thắng đĩa biển Sài Gòn ngay chú, với mức giá để quý anh chị em bà con 23.000.000 đồng. Nếu mọi người quan tâm nhanh tay xuống đây chốt đơn ngay và liền, ủng hộ em Hiền. Và lưu ý ở đây là có đồng hồ điện tử và chưa phun xăng điện tử, chả cần nói nhiều miêu tả cụ thể chi tiết, mọi người ưng cứ thế mà chốt thôi. Vâng, và tiếp tục đây, em Hiền gửi tới quý anh chị bạn bè một chiếc Winner hàng nhập khẩu nguyên con, mang biển 61D2128854, biến thành phố Thủ Dầu Một. Chiếc xe này là lưu ý là giống bình thường, giống như một chiếc xe Việt, nhưng thực ra nó là hàng nhập khẩu nhá. Và xe chạy được 7.558 km nhá. Một chiếc xe nguyên nhập khẩu nguyên con từ đầu tới chân, và còn có tem mác ở đây luôn là mọi người biết rồi. Xe chính chủ ghi giấy sang tên nhanh còn lẹ, và chạy mới được 7.000 cây số mà thôi. Mọi người cùng hướng về màn hình để xem. Nếu anh chị em bạn bè mua một chiếc xe mới phải dao động tầm khoảng 58-60 triệu, thì ngày hôm nay tại thời điểm này, tại xe máy Thanh Đoàn chốt con Winner hàng nhập khẩu nguyên con để quý anh chị em bà con, mức giá 34.500.000 đồng. Nếu mọi người quan tâm chốt đơn nhá. Lưu ý tất cả những chiếc xe miền báo giá đây là đúng giá 100%, không bớt nhá. Còn đầy đủ 2 chìa khóa và hàng nhập
thì về máy móc không phải suy nghĩ nữa rồi. Đó, thì đây là những chiếc xe ngày hôm nay vừa về để phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi của tất cả mọi người. Nếu mọi người quan tâm, mọi người cần thắc mắc thông tin, liên hệ ngay cho Miền với số 0967424911. Và trước khi chào mọi người, Miền sẽ lướt qua một lượt này. Đó, rất nhiều AB đầu gò, AB FP phun trăng điện tử cao cấp, AB 125, rất nhiều Sirius này, rất nhiều Janus Lit này, rồi Vision SH đặc biệt Vario 150, E150 có kế có cả xe cúp 50 phân khối 8.800.000 đồng. Đấy thì em Miền lướt qua một vòng, tại vì thời gian thì cũng có hạn, em Miền tranh thủ quay nhanh thôi. Trước khi chào tạm biệt mọi người thì một lần nữa cho phép em Miền cảm ơn tất cả anh chị bà con đã luôn thương yêu, đồng hành ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Em Miền hy vọng rằng mọi người luôn sẽ được bình an và mạnh khỏe, đặc biệt là cố gắng cày cuốc kiếm thật nhiều tiền để có thể xuống đây mua xe ủng hộ em Miền nha bà con, cô dì chú bác xa gần ơi. Ngày hôm nay Miền lại chốt một chiếc Novo 5 xinh xắn về thành phố Biên Hòa rồi. Cảm ơn mọi người luôn thương tình và ủng hộ nhé. Chúc mọi người buổi tối luôn được vui vẻ và an yên. Và đừng quên địa chỉ số nhà của xe máy Thanh Đoàn, 465-471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại liên hệ 0906-308-911 hoặc 0967-424-911 nhé. Em Miền còn có một chiếc Vision vừa về, xe đẹp liền lạc, máy êm với giá 11.800.000 đồng. Và đây một chiếc Way Alpha đầu nồi đã có làm bánh mâm thắng đĩa nha mọi người. À, cái này vô đồ ZX và đầu nồi có làm máy cực kỳ em luôn. Với giá công khai 11 năm. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nhé.